Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Em chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì là đầu tuần thứ hai. Em kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước công việc luôn thuận lợi suôn sẻ nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở mộ cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chú anh chị. Thì cũng như mỗi ngày thôi, đến đây thì có đem theo trà và khăn ướt để lau mộ cậu Năm Vũ Linh. Thì hôm nay thì em cũng lại tiếp tục mua những cái bánh chuối chiên cho cậu Năm Vũ Linh ha, dâng cúng lên cậu Năm Vũ Linh. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong để em chia sẻ toàn cảnh xung quanh mộ cậu Năm Vũ Linh sáng hôm nay. Thì sáng hôm nay thì hôm qua cả nhà thấy là hai con kỳ lân là được đốt nhang thì cúng gì đó cô chú anh chị, nhưng mà sáng hôm nay thì không thấy cúng cô chú anh chị. Đây. Dạ gì chắc có bông vậy. Dạ rồi cô chú anh chị, thì mình đi vào bên trong của đồng du lịch cô chú anh chị. Thế em mua mấy cái thùng này làm gì ta? Chắc có lẽ là đựng đựng đèn cầy hay sao. Hello chị Nhi. Dạ. Vào sáng thì ai có mấy trái măng cầu sớm rồi ta? Để đẩy cái điện thoại xuống rồi sau đó mình đốt nhang mời bánh chuối châm trà cho cậu Năm nha các cô chú anh chị. Sáng thì kinh mở nhạc kinh lớn quá, mở nhạc lớn quá cô chú anh chị, phải nói hết công suất luôn để cho cô chú anh chị mình nghe được, chứ nói thì thầm nó nhỏ nhỏ là không bao giờ nghe được luôn cô chú anh chị. Em đẩy máy đây ha. Rồi, ở đây thì sáng nay thì có bánh chuối chiên còn rất là nóng luôn cô chú anh chị. Dạ dạ bánh chuối chiên rất là nóng luôn, giòn. Nghe rớp 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 luôn cô chú anh chị, là chiên xong mà nó giòn ghê. Bột giòn hả? Ăn ngon á. Gì hả? Cái này là chị chăm nước hay ai chăm vậy? Hai cái trà chị. Bây giờ xin phép hai nút trà trên đây cho cậu. Sáng nào bữa nay chị có chăm trà cho cậu đâu đó hả? Trà chị đem theo hả? Thì em cũng xin phép chăm trà vào đây cho cậu Năm Vũ Linh của chú anh chị. Trà này em tự pha cả nhà luôn của chú anh chị ơi. Dạ con mời cậu Năm ăn bánh chuối chiên, uống nước trà nóng. Trà này là trà thanh cương, trà thanh cương màu nó thì nó không đậm, nó nhạt nhạt nhưng mà cũng thơm của chú anh chị. Dạ con cầu nguyện cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát qua những quá phép, những ly trà này nè, nhân thực những ly trà, những cái bánh trên bàn thờ của cậu Năm ra là thật là nhiều, để cùng mười phương pháp giới cùng nhau thọ thực thọ hưởng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây đây mình thắp hương cái cô chú anh chị, mình đi thắp hương cho cậu Năm cái rồi rồi mình đi làm gì làm ha. Trước tiên là phải thắp hương. Thì em cũng hồi hướng cái công đức này cho chị bé Tám ở Củ Chi cũng như là cô Bảy ở thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các cô chú đã gửi tiền cho em và giống như hùng nhau tạo
tạo nên một cái phước cùng phước nhau để có những cái bữa ăn sáng là có những cái cây nhang đến đây và những cô chú anh chị đã gửi em thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài cùng với tất cả các cô chú anh chị trong kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước nguyện hồi hướng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là ông Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng mười phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh dù ở quốc độ nào thì cũng được tìm được Phật pháp, nghe được Phật pháp, nghe lời Phật dạy, hiểu lời Phật dạy và làm đúng chánh pháp, tinh tấn tu hành để cuối đời trở về với cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thưa cô chú anh chị, thì sáng nay thì em cũng không có gì ngoài những cái bánh chuối cũng như là những ly trà và tấm lòng hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh, nguyện cho tất cả được vãng sanh. Dạ dạ. Bây giờ mình đi lao bàn thờ cho cậu Năm Vũ Linh, cậu Năm Vũ Linh chị. Sáng thì ở mộ cậu Năm Vũ Linh cả nhà thấy rất vậy cũng được chứ. Sáng thì em thấy hình như không có ai lao bàn thờ cho cô Huệ cả, cũng không có chăm trà chăm nước gì cho cô Huệ hết. Thì thôi thì mình làm cô Huệ ơi, con xin phép ha, xin phép lao chung trà cho cô, chăm nước cho cô. Bàn thờ thì thấy chưa có ai lao cô chú anh chị. Cho mình xúc xúc rửa rửa nha. Con mời cô Huệ nha.
mời cô quay uống nước trà. Giờ mình lao với cái đây thờ của cô quay của chú chị. Tối qua mấy con nai nó ăn bông hết rồi cô chú anh chị. Nai nó ăn sạch bông. Để bỏ luôn hả cô chú anh chị. Cái nhang này nó ướt, đem ra phơi. Thì có lẽ là mình để ở trên đây mình phơi luôn cô chú chị. Nó ướt hết trơn. Hôm qua cô chú nào, khán giả nào thắp hương cái quên đậy lại, xong cái nó ướt. Giờ mình phải phơi lại cho nó khô cô chú chị. Mấy cái nhang này mưa nó tắt, rút ra cho nó gọn rồi chú anh chị. Bây giờ mình đi ra cầu năm cả nhà, mình qua cầu năm mình xin nhang san sẻ, mình qua đây mình thắp hương cho cô Huệ, nhang cô Huệ ướt hết rồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước, nguyện cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ pháp danh Diệu Định, sinh năm 1954 mất năm 2021, thế danh là Bùi Thị Huệ, cùng với tất cả mười phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cội tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương pháp giới, nguyện dù ở quốc độ nào cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe lời Phật dạy, hiểu Phật pháp và làm đúng chính pháp để cuối đời có thể trở về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Xong rồi của chú anh chị à. Nhưng của chú anh chị thì các nhà em thấy ha, một của năm Vũ Linh thì sạch sẽ rồi, sáng bóng luôn rồi. Và hai cái đèn nha cả nhà, mấy cái đèn họ định mua mấy cái góc á, mấy góc mộ của năm á vẫn còn sáng nha, sáng lung linh luôn, vẫn còn sáng. Hôm qua thì thắp tới giờ vẫn còn sáng cả nhà. Bông mà cái đẹp ha, hai ăn công thì cái này thì còn có bánh không? Có một số cô chú anh chị bảo là công thì nó đẹp thiệt, nhưng mà không nên để trên phần mộ của cậu năm Vũ Linh. Nhưng mà sự góp ý thì góp ý, nhưng mà không có tiếng nói chung, không có tiếng nói nhiều thì mình hiểu vì sao luôn cô chú anh chị. Thật sự mà chỉ có chị Hồng Loan thôi, chỉ có chị Hồng Loan lên tiếng thôi. Mưa là mình có chắc đúng. Cô chú anh chị. Thì có lẽ là em xin phép tạm dừng video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà. Bây giờ em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bye cả nhà.